Chào mừng các em đến với buổi học bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề thứ ba đã khép lại và hôm nay chúng ta sẽ học sang chủ đề thứ tư, đó là chủ đề về tranh tĩnh vật. Và bài đầu tiên của chủ đề tranh tĩnh vật chúng ta sẽ học đó là bài số 9, vẽ theo mẫu lọn hoa và quả. Thì ở bài vẽ theo mẫu chúng ta đã học rất là nhiều, từ lớp 6 cho đến lớp 7, và bây giờ lớp 8 chúng ta cũng học các bước vẫn là theo tiến trình. Đầu tiên sẽ là phần chúng ta sẽ quan sát, nhận xét vật mẫu để tìm ra đặc điểm hình dáng, màu sắc đậm nhạt trên vật mẫu. Thứ hai là chúng ta sẽ nhắc lại về các bước vẽ theo mẫu. Và cuối cùng là phần chúng ta thực hành. Thì tiết hôm nay chúng ta sẽ học đó là tiết chúng ta vẽ hình lọ hoa và quả. Thì cô yêu cầu chúng ta mở sách giáo khoa và tập viết ra để chúng ta viết bài ngày hôm nay. Ở phần quan sát nhận xét, cô mời các em cùng quan sát một số mẫu lọ có hoa mà cô đã sưu tầm, để chúng ta thấy được hình dáng của những cái loại hoa cũng như là những cái lọ hoa tương đối đơn giản, ví dụ như là hoa tulip, hoa sen, vân vân. Lọ hoa cũng vậy, chúng ta cũng lựa chọn những cái lọ hoa đơn giản nhất, có các bộ phận như thế nào sao cho phù hợp. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát những cái lọ trên và cho cô nhận xét về hình dáng, cấu tạo, chất liệu, màu sắc của từng lọ. Mời các em cùng quan sát. Tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn những cái quả đơn giản có dạng hình cầu như là cà chua, lê, táo, cam và ổi. Cùng nhìn, cùng quan sát những loại quả này và cho cô nhận xét về đặc điểm, hình dáng, cấu tạo, màu sắc của từng quả. Chúng ta tập quan sát để chúng ta có thể lựa chọn một loại quả nào mà chúng ta cảm thấy yêu thích nhất, dễ vẽ nhất để chúng ta chọn mà vẽ. Thì đây cho chúng ta quan sát cách đặt mẫu hợp lý. Các bạn lưu ý là thường thì lọ hoa sẽ đặt ở phía sau và quả chúng ta sẽ đặt phía trước. Thì quả càng nhỏ thì chúng ta sẽ đặt gần hơn, và quả to hơn thì chúng ta sẽ đặt xa hơn, sao cho quả, một phần của quả sẽ che một phần của lọ. Ví dụ như là cách bày mẫu như hình mà cô đưa lên cho các em thấy, chúng ta có thể vẽ một quả hoặc cũng có thể là vẽ nhiều quả tùy theo ý thích của mình. Và đây không bắt buộc thì chúng ta phải vẽ hai quả, nên tùy theo ở nhà của chúng ta có lọ hoa, lọ có hoa hoặc là quả nào thì chúng ta có thể bày ra, bày đặt mẫu và sau đó chúng ta quan sát và vẽ mẫu có sẵn ở nhà của chúng ta. Về các bước vẽ thì những bài vẽ theo mẫu chúng ta đã học rất là nhiều. Ở đây cô chỉ nhắc lại. Thứ nhất là phần chúng ta sẽ vẽ phát khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu, tương tự như bước số 1, hình kế bên, hình đầu tiên. Thứ hai là phần chúng ta sẽ ước lượng tỷ lệ các bộ phận và vẽ khác nét chính. Ví dụ chúng ta xác định vị trí của những cái bông hoa nè, xác định vị trí của các bộ phận trên lọ hoa và vẽ phát hình của những cái quả mà chúng ta đặt, và sau đó dựa vào nét phát đó để hoàn chỉnh lại bằng nét chi tiết. Thì tiết hôm nay chủ yếu chúng ta chỉ tập trung vẽ hoàn chỉnh phần hình, tiết sau chúng ta sẽ vẽ sang phần màu của lọ hoa và quả. Phần thực hành yêu cầu chúng ta vẽ theo mẫu lọ hoa và quả. Nếu như bạn nào chúng ta không ở nhà không có lọ hoa và quả
thì chúng ta có thể quan sát trên những cái hình mà cô đưa lên, chúng ta thích vật mẫu nào, hình ảnh nào thì chúng ta có thể vẽ lại lọ hoa và quả, những cái hình mà cô đưa lên cũng được. Và bây giờ mời các em cùng tham khảo một số những cái tranh được vẽ bằng màu. Đây chúng ta tham khảo trước thôi, tại vì phần quan trọng chúng ta hoàn thành của tiết hôm nay đó là phần chúng ta vẽ chi tiết, vẽ hoàn chỉnh phần hình. Và đây là bài cho tuần sau chúng ta sẽ thực hành, đó là vẽ màu lọ hoa và quả. Thì chúng ta thấy tương tự những bài vẽ theo mẫu chì, chúng ta cũng có thể hiện ánh sáng chuyển màu ha, ánh sáng chính chiếu vào vật mẫu và trên vật mẫu của chúng ta có độ chuyển từ sáng sang tối để thấy vật mẫu của chúng ta có thể hiện như thật, như là một hình khối nổi lên trên một mặt phẳng. Và tương tự như vậy thì cái phần nền của chúng ta cũng thể hiện thêm nền trên và nền dưới, và thậm chí có cả bóng đổ để cho bài mẫu của chúng ta như thật. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn tông màu, ví dụ tông màu nền với gam màu nóng thì chúng ta đi ở hình đầu tiên, màu hài hòa giữa nóng và lạnh là hình chính giữa, và màu xen kẽ và màu lựa chọn gam màu lạnh thì chúng ta sẽ chọn hình cuối cùng để chúng ta thể hiện nền. Và đây cũng là một cách sử dụng màu nước để thể hiện. Rồi cái tiếp là những cái bông hoa tulip đơn giản kết hợp với quả hình cầu, và cách sử dụng màu nước với cách thể hiện phóng thoáng nhẹ nhàng nhưng cũng cho chúng ta thấy được hình ảnh của lọ hoa và quả rất là sinh động và có không gian do cách chúng ta thể hiện đậm nhạt. Về tranh xé dán thì chúng ta cũng tham khảo luôn, thì đáng lẽ là sẽ cho các em sẽ lựa chọn một là xé dán, hai là vẽ màu. Thì do cái bước xé dán này thì phải hướng dẫn cho mấy em thì mấy em mới có thể thực hành được, nhưng ở đây cũng có thể là mở ra bạn nào có khả năng xé dán được thì chúng ta sẽ thể hiện tranh xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả cũng được. Còn bạn nào chúng ta quen vẽ thì chúng ta sẽ lựa chọn vẽ màu cho cái bài lọ hoa và quả này. Và chúng ta lưu ý là cho dù là tranh xé dán hay là tranh vẽ màu, chúng ta đều thể hiện được phần nền trên, nền dưới để tạo không gian trong cái tranh của mình. Ở phần hướng dẫn về nhà, yêu cầu các bạn chúng ta hoàn thành bài ghi và hoàn thành cho cô bài vẽ hình lọ hoa và quả hôm nay, chuẩn bị cho cô bài tuần sau, tiếp tục bài hôm nay là chúng ta sẽ vẽ màu bài lọ hoa và quả. Và dụng cụ vẫn là tập ghi, sách giáo khoa, giấy vẽ A4, bút chì, bút màu, gom, vân vân. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.